Rồi tiếp tục xả mấy thắt cỏ ba lô này mọi người. Con này là con Komatsu. Komatsu 25cc 34 ly. Này chắc tầm 34 ly, 25cc, 25 vị mấy cc. Côn bên sân dưới nha. Chế quanh rồ tay đỏ tự động luôn nha. Cái này là y tự động, lên ga là nó tự nhảy. Lên ga là nó tự nhảy. Ra là tự nhảy. Con này là được cái là nó tâm rời luôn nha mọi người. Tâm rời nó đi. Con này gọi là hàng hệ của 260 ba tư ly. Tâm rời. Mình muốn mình dùng con thẳng, mình muốn dần còn dùng cái con ba lô. Chén con luôn kìa. Ha, chén con còn gì. Này khá là mới nha mọi người. Kìa. GZ25LS. Tuyệt vời. Đó. Máy móc thì được hơi nghe nè. Hơi tốt nha. Mấy cái dòng này giật có trợ lực nên là hai tầng là cho nên là nó nhẹ ngon. Này để cho xả cho anh em 1.1 triệu nha. 1.1 triệu con này nha. Con su ba tư ly tôm rời. Này lắp máy xịt thuốc đồ thì khỏi bàn rồi. Lợi xăng lắm. Mà nó bắt lắm. 1.1 triệu con này nha xả. Nên là làm chốt đó. Có một con duy nhất thôi nha.